xin chào tất cả các bạn. Chúng mình là team Vô. Chúng mình là sinh viên đến từ trường Đại học Y Hà Nội. Mình là Hằng. Mình là Diễm. Mình là Linh. Đến với cuộc thi Việt Nam Amazing Student 2019, chúng mình mong muốn có thể mang đến những ý tưởng truyền thông sáng tạo để có thể góp phần nâng cao sức khỏe cho mọi người. Đồng thời, chúng mình mong muốn có thể giao lưu, học hỏi để trao dồi thêm những kỹ năng, kinh nghiệm cho bản thân, đột phá những giới hạn bản thân như cái tên của team mình vậy. Ý tưởng lần này chúng mình mang đến chương trình đó là trẻ hóa độ tuổi hút thuốc. Các bạn biết không, dù đã có hạn một điều luật để xử lý vi phạm trong việc sử dụng và mua bán thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi, nhưng tình trạng hút thuốc của các thanh thiếu niên hiện nay vẫn đang không ngừng gia tăng theo các năm. Theo một nghiên cứu, thì trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi, có 17% số học sinh nam đã hút thuốc trước 10 tuổi. Bên cạnh đó, có 10,3% số học sinh nam và 4% số học sinh nữ trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi sẽ có dự định hút thuốc trong tương lai. Các bạn thấy đó, tỷ lệ trẻ hóa độ tuổi hút thuốc đang là một vấn đề rất đáng báo động đúng không? Vậy hãy đồng hành cùng chúng mình để giải quyết vấn đề này nhé. Cảm ơn các bạn.